Xin mến chào tất cả các bạn. Hiện nay mình đang đứng ở trước cửa biển Đại Nam. Và mình sẽ đi vào và mời các bạn cùng tham quan với mình biển Đại Nam nó như thế nào nhé. Trường đua Đại Nam, tự hào nơi không còn giới hạn 100B. Đây là cái đường vào biển và các bạn thấy biển xa xa ở phía dưới ha. Ở đây thì cũng có cho thuê đồ và chúng ta cũng không có bận tâm lắm về vấn đề mà chúng ta nhiều khi chúng ta vui, chúng ta muốn xuống tắm nhưng mà không có đồ thì vẫn có chỗ cho thuê quần bơi, đồ bơi cả cho người lớn và cho em bé. Đây là nhà hàng, phía bên phải mình là nhà hàng, bên trái cũng là nhà hàng. Ở đây thì các bạn thấy có những cái chòi là rất là đẹp. Hiện tại thì lúc trước mình đi thì không có sạch sẽ như vậy, tại vì những cái này là đây các bạn thấy những cái hầm cỏ này là lúc trước là xi măng nó lồi lõm cũng rất là ấy, và hiện tại thì sửa soạn rất là hẹp. Và hôm nay là một ngày ngày sau ngày lễ 2/9 ha, thì cũng biển Đại Nam thì cũng vắng. Bình thường ngày lễ thì chúng ta xuống đây rất là đông. Ngồi chọi đây đi, đi qua bên kia mệt lắm. Đi qua đây nè, có đồ ăn nè, có tiên rồi nè. Có trường trơn á. Ở phía bên kia xa xa thì chúng ta thấy có những cái núi và hình như là lên không được nha các bạn. Ở bên đây thì có một cái trò chơi được chút xíu nữa mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Ở bên đây thì hai dải biển khác nhau, một bên là biển nước ở bên đây, bên phía bên này là biển nước mặn nè. Còn phía bên đây nó sẽ có một cái đường vô ở giữa, thì phía bên phải là biển nước ngọt và bên trái là biển nước mặn. Mình nhớ không làm là như vậy. Thì xung quanh đây thì dọc bên bờ biển và phía bên kia là cái còn ở giữa thì có bàn ghế cho chúng ta nghỉ ngơi, và ở đây hình như là miễn phí và chúng ta chỉ việc mua đồ ăn hoặc là chúng ta đem theo thì chúng ta đến đây nghỉ ngơi thôi. Đây các bạn thấy hôm nay là cũng ngày ấy cũng rất là đông, ở ngoài biển tụ tập rất là đông. Và hôm nay là ngày nghỉ, thường thường cho con em, cho những bé đến tắm biển. Ở giữa đó cũng có khu trò chơi để các bé lên chơi.
các bạn. Ở đây thì khi chúng ta mua vé cổng thì đã bao gồm tiền ghế rồi, mua vé bãi biển thì đã bao gồm tiền ghế rồi. Các bạn thấy có những cái khung võng nè ha, các bạn chỉ cần đem võng vào hoặc là các bạn thuê hình như 20.000 gì đó, thì các bạn cũng có thể cho con em chúng ta, đặc biệt là những bé nhỏ cũng có thể ngủ nghỉ. Ở trên đây là những cái chòi, những cái thảm, người ta trải thảm hết, thảm cỏ, thảm cỏ nhân tạo ha, thảm cỏ làm cho ở đây nó rất là sạch sẽ các bạn ha, cái khung cảnh rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Đây là cái đường qua cái mình gọi nôm na là cái đảo qua phía bên kia. Bên phải mình là nước ngọt ha, bên trái là nước mặn. Bây giờ mình sẽ qua bên ở biển nước ngọt. Mời các bạn cùng tham quan với mình nha. Và thấy xung quanh bãi biển thì người ta rất là nhộn nhịp. Vào đây rất là thích, tại vì bãi biển này thì nó không có cát, biển này biển nhân tạo nên rất là sạch sẽ. Các bạn thấy ở dưới là đáy nó là lót bằng mút nhựa, bằng cái miếng mủ, rất là sạch sẽ và đi không có bị trơn, rất là nhám. Trẻ em rất là nhiều và những có những cái chỗ vui chơi, những cái chỗ chuột nè, nó không có nguy hiểm nên tài số rất là đông. Xa xa bên kia có một cái nhà trò chơi gì đây.
Ủa cái nước nó đầy sao nó đổ xuống ta? Thế nó chạy không hết nổi à. Ngủ không? Đứng đứng đó chút, nó xấu vô mày. Trong ghế thank you.
chuyến đi đến bãi biển Đại Nam hôm nay của gia đình mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến cuối video. Thì ở đây cuối tuần các bạn cũng có thể cùng người nhà, cùng người thân của mình, hoặc là bạn nào cũng có bé thì đến đây tắm biển rất là vui, cũng cho bé thư giãn sau những ngày học hành gì đó. Bạn nào chưa đến thì cũng có gì? Xe lửa đã đến, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.